Nhận định bóng đá Inter với Roma, 1:45 ngày 13 tháng 5, với 4 trận sân khách toàn thua gần nhất, Roma gần như không có điểm tựa nào ở trận này, phải đụng độ với Inter vượt trội hơn rất nhiều, khó tránh một thất bại cho đội bóng thủ đô. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Một mùa giải khá thảm hại với Roma khi họ gần như không thể có mặt trong top 6 để dự cúp C2 châu Âu mùa tới. Lúc này chỉ là vị trí thứ 7 với 58 điểm, kém top 6 của Lazio tới 6 điểm trong khi đối thủ còn một trận chưa đấu, 3 vòng đấu toàn thắng còn lại tại Serie A. Đội bóng thành Rome cũng chưa chắc có được top 6. Từng đó để thấy quá nhiều bất ổn với thầy trò huấn luyện viên Fonseca. Vị chiến lược gia này sẽ ra đi vào cuối mùa để nhường ghế cho Jose Mourinho. Trong khi đó, Inter đã lên ngôi vô địch với sự hưng phấn cao độ. Phong độ lên cao là cơ sở để thầy trò huấn luyện viên Conte hướng tới chiến thắng. Với 4 trận sân khách toàn thua gần nhất, Roma gần như không có điểm tựa nào ở trận này. Phải đụng độ với Inter vượt trội hơn rất nhiều, khó tránh một thất bại cho đội bóng thủ đô. Soi kèo tài xỉu Inter với Roma, chọn xỉu. Nếu nói đúng hơn về chuyên môn, trận này chỉ là tính thủ tục mà thôi. Inter đã vô địch trong khi Roma chẳng còn động lực thi đấu. Diễn biến này có thể trái ngược lại so với hai trận đổ tài tới 4 bàn gần nhất của hai đội. Soi kèo châu Âu Inter với Roma, chọn Inter. Phải tới 6 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội đều có kết quả hòa. Đó là khi Roma thi đấu khá ổn định trong khi Inter chưa bứt phá mạnh mẽ như mùa giải này. Sự cân bằng khá rõ. Còn lúc này, chênh lệch giữa hai đội đã có những điểm nhấn thấy rõ. Roma thì không đảm bảo phong độ sân khách, trong đó có thảm bại tới 2-6 trước Man United tại cúp C2 châu Âu.